Chiều 9 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ huyện Simacai, tỉnh Lào Cai thông tin trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất đã làm 4 người trong một gia đình tử vong. Theo đó, do mưa lớn kéo dài, vào cuối buổi sáng 9 tháng 9 tại thôn Hòa Bình, xã Sán Trải, huyện Simacai đã xảy ra vụ sạt lở đất đá khiến 3 nhà dân bị đổ sập hoàn toàn và chôn vùi 5 người trong một gia đình. 2 hộ gia đình còn lại may mắn kịp thời thoát được. Ngay sau khi nhận thông báo của người dân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Simacai đã huy động lực lượng đến hiện trường đào bới và cứu được cháu Sùng An, sinh năm 2021, bị gãy chân và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế trên địa bàn. Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn nhưng 4 người còn lại gồm bố, mẹ, chị gái và em gái của cháu Sùng An đều đã tử vong. Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Simacai liên tiếp xảy ra mưa lớn và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-200mm, có nơi trên 200mm. Mưa lũ cũng làm hầu hết tuyến đường trên địa bàn huyện Simacai bị tắc do sạt lở đất, đá, cây cối, đi lại rất khó khăn. Một số điểm bị cô lập thuộc thị trấn Simacai, các xã Lùng Thần, Quan Hồ Thần, Thào Chư Phìn, Nàn Xín, Nàn Sán. Ngoài ra, một số đơn vị trường học bị ngập toàn bộ sân trường và nước tràn lên tầng 1 tại các khu lớp học. Một số trường và điểm trường đất sạt lở làm nứt tường, hư hỏng các lớp học. Khu vực trung tâm thị trấn Simacai bị ngập nước, hồ trung tâm huyện mực nước dâng rất cao và toàn huyện bị mất nước sạch sử dụng. Như vậy, tính đến 16 giờ ngày 9 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã ghi nhận 23 người tử vong do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3.